Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8. Và sáng nay thì em tranh thủ giới thiệu với anh chị cho bác mình một số cái sản phẩm mắt kính hàng tuyển chọn ở shop em. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại. Hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mình ưng ý nhất. Shop em đang có chương trình miễn phí vận chuyển cho những cái sản phẩm trong video này. Và lưu ý là em nhận chuyển khoản 100% đi đơn, không có ship code cũng như là không có nhận cọc anh chị nha. Đầu tiên thì em sẽ có cái kính này là của thương hiệu Dior nha anh chị ơi. Cái này là kính mát ha, kính mát có ghi chữ Dior bên đây. Đó, cái này là kính mát của nữ rất là xinh. Mẫu này thì nó không có hộp đâu nha, độ mới nó cỡ khoảng 85-87% thôi, tức là hàng si đã qua sử dụng ha, không có trầy trụa gì quá đáng nhưng mà nó cũng không có mới keng nha. Ở bên đây thì người ta ghi cái chữ gì đó, ghi dập dập cái gì đó ngay đây nè anh chị. Còn bên này thì người ta sẽ ghi là Kristen Dior Made in Italy ở trên cái càng ha, rồi có mã số ngay đây. Khi mà mình đeo thì cái phần đẹp nhất luôn luôn là cái phần này. Nhưng phần này thì nó có bị mất một hộp nè, bên đây bị mất một cái hộp đá, bên đây bị mất hai cái hộp đá nha anh chị. Đó, thì mình soi để mà mình biết được là cái độ hoàn thiện nó tới đâu thôi, chứ còn là mấy cái đó thì khi mà mình đeo thì nó cũng không có ai để ý từng cái hộp vậy đó anh chị. Size là 130 nha. Size 130 nha. Mà khi mà em đeo thử thì cái mắt nó cũng mướt lắm và nó cũng có một vài cái vết trầy chứ không phải là không trầy ha. Mẫu này em bán cho mình với giá là 400.000 thôi. Anh chị chốt giùm em mã số là B1 nha. B1 giá là 400. B1 ABCD đó anh chị, B1 giá 400.000 cho cái kính mát của Kristen Dior. Và những cái sản phẩm này thì em đều tặng kèm cho mình cái hộp để mà mình đựng nha anh chị, có tặng kèm hộp. Tiếp tục em có một cái hộp này là của COS nha. Như cái hộp bên ngoài thì nó hơi xấu xấu nè, tại vì nó để lâu anh chị, nó cũng có bị chày sờn cái phần hộp ha. Với sản phẩm bên trong là một cái hộp nó xấu nha. Em sẽ tặng kèm thêm một cái hộp khác để cho anh chị đựng, hoặc là mình thích cái hộp này về mình dán cái đó lại ha. Nó sẽ còn cái khăn này, để coi khăn này phải của COS không. Cái khăn này là cái khăn của COS luôn đó anh chị, cái khăn là của COS luôn nha. Cái mắt kính này, hôm qua hôm kia thì em có một cái mắt kính của COS đó nhưng mà nó cũng bán rồi. Còn cái này là cái khác nha. Đó. Cái này là một cây kính mát của COS Mỹ. Thương hiệu này là của Mỹ nha anh chị. Nhưng mà thường mắt kính em nghĩ chắc không có sản xuất tại Mỹ đâu. Mẫu này thì nó cũng khá là hiện đại. Không có thấy ghi cái chữ mắt in nước nào nha anh chị. Đó. Chỗ này người ta dập COS ở trên đầu nè. Chỗ này rất là xinh nha. Đeo nó rất là mướt nha. Độ mới này cao cực kỳ. Đó. Để đeo vô thử đây. Đó, nó sáng trưng hà, thoải mái cực kỳ chứ nó không có bị khó chịu, bị mờ, bị mù gì ở phần phía trước hết nha anh chị. Gọng nó đẹp như vậy, bên trong thì là monogram của COS, còn bên ngoài là người ta làm con bướm rồi như vậy ha. Cái hộp nó xấu anh chị. Size của cái này là được 135 ha. Chị nào mình thích hàng đẹp, hàng cao cấp thì mình lấy cái này. Mã số của nó sẽ là B2. Do cái hộp hơi xấu em bán cho mình với giá là 1050 nha. Cái hộp hôm trước nó đẹp lắm thì em bán cái kia nó hình như là 1.150.000 hay gì đó. Mã này là mã B2, giá là 1050. Kính COS đó anh chị, nếu mà mình mua hàng mới em thấy trên web người ta bán nó rơi vào khoảng hình như là 5-6 triệu hay 7-8 triệu gì đó cho một cái mắt kính của thương hiệu COS. Nó cũng không có rẻ đâu ha. Thương hiệu COS thì không có rẻ. Em có một cái này là của Michael Kors, có cái hộp luôn nhưng mà cái hộp nó lại vẫn xấu nữa. Cái hộp zin của nó thì nó xấu nha. Và em tặng kèm một cái hộp khác để cho mình đựng nha. Nhưng vẫn giao cho anh chị có cái hộp này. Rồi, đây cũng là một cái kính mát của nữ luôn. Cái kia thì nó có hơi bông hoa, có con bướm rồi. Còn cái này thì nó đơn giản thôi, sang chảnh thôi. Đây, và người ta sẽ dập cái chữ của Michael Kors ở trên cái bên hông nè. Đi dài như này anh chị ha. Rồi, Michael Kors đây. MK. Michael Kors này. Mã số là M2816SAF 649. Rồi, bên đây thì ghi mấy cái thông số của cái kính nha. Nhưng mà không có thấy ghi là made in nước nào đâu anh chị. Không có thấy ghi ha. Và Michael Kors thì em cũng có sạch thử sơ sơ. Thì nó cũng tầm khoảng 7-8 triệu cho một cái kính anh chị, kính mới. Còn cái này độ mới rất là cao nha. Michael Kors luôn. Còn nguyên cái khăn của nó luôn, nguyên bản ha. Nhưng mà sẽ tặng kèm cái hộp khác cho anh chị. Độ mới cái kính này rất là cao nha. Size của nó sẽ được là 130 luôn. Nó bằng size với cái COS lúc nãy. Giá là 1150 cho cái này nha. Mình đang mua hàng hiệu anh chị cho nên là giá nó cao.
Tí nữa thì sẽ có những cái sản phẩm giá mềm hơn ha. Còn này là mấy cái hàng hiệu siêu phẩm cho nên giá nó phải cao hơn bình thường chút nha. Mã số của nó sẽ là B3, giá là 1150 cho cái kính này của Michael Kors và rất mới. B3 giá 1150. Em có một cái cây này. Cây này là một cây kính mát của Nam, hàng có hiệu nha anh chị. Độ mới cao. Kính mát này của Nam ha, cái hiệu của nó là hiệu Airwork nè. Đó. Airwork là gì không biết. Rồi, độ mới cực kỳ cao nha anh chị. Đây là kính mát và nhìn nó khá là modern nha. Khi mình đeo thì cái mắt nó như vậy nè. Đó. Để em zoom bự bự ra đi cho nó dễ nhìn anh chị ha. Nó vậy đi cho nó dễ cận cảnh luôn cho anh chị xem ha. Máy này là hàng siêu tuyển hết. Size của nó sẽ được là 140. Cây này em bán cho mình với giá là 180 ngàn. Chốt dùm em mã số là B4, giá là 180 cho cái cây này nha. Cây này là cây kính mát của Nam. Và mấy cây này đều có tặng kèm hộp hết nha anh chị. Có hộp và có khăn kèm theo hết ha. Rồi tiếp tục em có cây này là cây kính nữ. Cây này là kính mát luôn nha. Cây này là dạng người ta gọi là ba mảnh đó. Rất mới, siêu mới như vậy luôn anh chị. Đẹp quá. À, cái trồng của nó sẽ là cái màu đen nhẹ nhẹ, cái này dính bẩn thôi chứ không phải là bị trầy nha. Màu đen nhẹ lắm cho nên là bữa nào mà trời âm u hay là trời mưa hay buổi chiều gì đó mình xài cũng ok. Hàng này là của thương hiệu Valentino, dòng là Risti. Đó, hàng của Valentino cho nên là anh chị thấy cái kính nó mướt rượt không? Nhưng mà mình không có thấy made in nước nào hết trơn nha. Rồi, bên hông nó vừa là kính mát mà cái gọng nó là gọng ạt luôn. Cái này khi mà mình chán cái kính mát này rồi mình có thể cắt để làm cái kính lão, kính cận đều đẹp nha. Nhưng mà cái đó là kiểu như là mình thích thôi chứ còn đang là gọng ở cái trồng mát thì mình cứ xài thôi khỏi tốn tiền cắt anh chị nha. Cái này rất là đẹp luôn. Size của nó sẽ được là 140 ha. Em bán này cho mình với giá là 250 ngàn. Mã số của cây này là B5, giá là 250. Mã B5 nha anh chị, 250, rất là mới, hàng của Valentino và nó rất là đẹp luôn anh chị, mua về xài liền luôn. Đẹp lắm, cái gọng nó rất là nghệ thuật nha. Mã là B5 nha anh chị ơi, B5. Tiếp tục em có cái này. Cây này là của Zin. Cây này thì Zin á anh chị thì thường là mình hay gặp những cái sản phẩm nó đơn giản, không có cầu kỳ quá đâu. Nhưng mà xài nó rất là bền nha anh chị ơi. Họ làm cái những sản phẩm này siêu bền luôn. Rồi cái gọng hai bên hông này. Gọng này là của thương hiệu là Zin nha. Đây, cái đó dính bẩn thôi. Đẹp chưa? Đơn giản vậy thôi nhưng mà từng cái chi tiết nhỏ là mình thấy có điểm nhấn ha. Bên đây cũng vậy. Rồi cái này thì mình cắt cận là đẹp nha, hoặc là cắt lão là đẹp luôn. Zin thì nó thường thường là made in China nha anh chị chứ không phải hàng dởm đâu nha, thương hiệu của nó đây. Design in Tokyo nhưng mà sản xuất thì tại China ha. Size ngang của cây này là được 135, cây này xinh lắm. Nhìn vậy nhưng mà nó có điểm nhấn. Mã số là B6, cây này em bán cho mình với giá là 190 ngàn. Mã B6 giùm em, giá là 190 cho cái gọng này nha. Máy này là gọng nha. Cái nào kính mát thì em báo kính mát, còn không báo gì nữa là gọng anh chị. Rồi tiếp tục em có một cây này của Valentino. Kính này là gọng nha. Cái này mình thấy màu mình tưởng đâu kính mát nhưng mà nó có độ rồi nha anh chị. Cây này có độ rồi, có độ trầy ở trên đây một chút nè, trầy cái phần sơn nha. Cái đó mình ví dụ như mai mốt nó trầy nhiều thì mình có thể ngồi xử lý luôn cho nó ra màu vàng luôn ha. Valentino Garavani. Rồi đây người ta dập đây. Rồi bên hông này thì là mã số, không thấy cái made in nước nào luôn, có độ trầy ngay đây và nó là cái gọng chứ không phải là cái kính mát nha anh chị. Cái này là bán cái gọng ha. Size của nó là 140. Cái này về mình cắt mát là đẹp, hoặc là mình cắt cái dạng trồng mà có độ như vậy cũng đẹp luôn. Cây này mình chốt giùm em mã số là B7, em cũng bán cho mình với giá là 190 ngàn luôn. B7 giá 190 cho cái gọng này. Mã B7 nha, 190 ngàn. Tiếp tục em có một cây kính mát rất là xinh đây. Kính kính mát này dành cho nữ nha, mà chị nào mặt mình nhỏ nhỏ trái xoan á mình xài cái này cưng lắm. Đó, màu đen cực kỳ anh chị ha, rất mới. Và cái phần nhựa đó người ta không có làm bình thường đâu, người ta làm cái tông màu quá trời xinh luôn nè, bọc nhựa nha anh chị ơi. Đó, xinh cực kỳ, đẹp và lạ nha. Bên trong thì nó có mã số thôi, nó không có ghi hiệu, chỉ có mã số thôi, không có hiệu nhưng mà mới lắm. Ừ, đẹp nữa. Size ngang của cây này ấy là được 135. Em bán cái này cho mình với giá là 180. Mã số là B8 nha, 180 ngàn. Mã B8 giùm em, giá 180. Rồi, tiếp tục.
Tiếp tục là em có cái này cái gì đây? Em có một cây kính này là của Celine á, cái này còn hộp nha anh chị. Nó còn cái hộp zin của Celine này, nhưng mà cái hộp Celine này nó cũng cũ luôn. Mấy cái hộp thì về tới tay mình nó không có còn mới, nhưng mà cái sản phẩm bên trong thì ok ha, tại nhờ cái hộp đó nó bảo quản nha, cho nên nó không có trầy trụa hay là không có bị gãy gì để mà mình phải 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 trừ điểm nha. Cái cây này thì là cây kính mát anh chị. Cây này là của thương hiệu Celine. Đây, cây này kính mát nha. Đấy, cái tông màu của nó như vậy. Hai bên hông nè anh chị, hai bên hông thì có logo của Celine, nhưng mà nó cũng có độ độ mờ theo thời gian người ta xài nhiều đây, mấy cái lần nè anh chị ha. Cái này thì không có mới bằng như cây Michael Kors với lại cây của COS, cái này không mới bằng. Made in Italy nhưng mà nó có độ mờ cái chữ Italy ngay đây. Rồi. Ở cái chồng chỗ này nè anh chị, hai cái gọng này nè, khi mà mình xếp như vậy đó thì nó sẽ làm cấn ngay cái chồng chỗ này nè, mình thấy nó bị sáng một lần ngay đây là do cái gọng á, tự nó làm thôi chứ không ai làm đâu. Đó, tự hai cái gọng này nó đè vô á. Rồi cái này em bán rẻ cho các chị mình xài ha. Size là được 140 142, còn tặng kèm cái hộp luôn. Em bán mẫu này cho mình với giá là 300 thôi. Cây của Celine nha anh chị ơi. Chốt giùm em mã số là B9 giá 300 ngàn. Cây này là cây kính mát của Celine, hàng hiệu Made in Italy. Nhà nó không mới bằng mấy cây kia. Cây này mà nó mới nhỉnh hơn chút là giá cũng tiền triệu rồi đó nha anh chị. Rồi mã số là B9 giá là 300 ngàn cho cây Celine. Celine thì không phải là một thương hiệu mà giá rẻ đâu, giá nó cao cực kỳ. Đồ nào nó cũng giá cao hết trơn. Rồi tiếp tục em có một cái gọng này là gọng của Gióp. Gọng này mình cắt cắt cận là ok luôn nè. Đó, gọng Gióp, gọng này nam ha. Bên sau cái càng á, thì người ta sẽ là bọc nhựa, còn cái bên trước thì nó đẹp như vậy. Cái này là mình cắt cận là đẹp nha anh chị ơi. Đó. Độ mới thì rất là cao rồi, cứng cáp cực kỳ, made in China. Rồi size của cây này á, là được 145. Cái này bán cho mình với giá là 180. Mã số là B10, giá là 180, mã là B10 nha anh chị. B10 giá là 180 ngàn cho cái gọng của zin. Tiếp tục em có cái gọng này. Gọng này gì xinh xinh nè. Đây, cái này là của Guy Laroche của Pháp nha anh chị ơi. Cái này là thương hiệu của Pháp ha. Gọng này thì nam nữ mình xài được, chị nhìn nó cũng khá là cổ cổ, độ mới cao. Đó, Guy Laroche thì chỉ là chữ G như này. Đó, tông màu nó vàng chóe vàng ống nha anh chị nha, độ mới cao lắm, 80 mấy 90%. Cái phần nhựa chỗ này thì nó cũng có hơi độ cũ nhẹ, rất nhẹ thôi anh chị, không có cũ xì đâu. Đó, tổng thể cái gọng này đẹp. Nó anh nào hoặc là không, cái này chú hoặc là cô nào thích thì mình vẫn xài được thôi. Size là được 135. Cái này em bán cho mình với giá là 200, mã số là B11, giá là 200 ngàn cho cái gọng này. Gọng của Pháp nha anh chị, gọng này là của Pháp, hàng của Guy Laroche nha. Gọng Pháp, mã số là B11, giá là 200k cho cái gọng này. B11. Tiếp tục em có cây này gọi là gọng chỉ, gọng titan chỉ nha, hàng hiệu là Leo Rớt gì đó. Đây cái gọng nó nhỏ chiếu chiều chiều vậy nè. Đây. Nhưng mà đều cái gọng nhỏ xíu xíu này nhưng mà giá nó cao lắm anh chị. Ta gọi là gọng chỉ. Nó như sợi chỉ vậy, có chút xíu vậy nè, nhưng mà đeo nó rất là nhẹ. Rồi cái này chỗ này nhìn nó cũng mảnh khảnh ha, nhưng mà nó không có bị hư lỗi gãy gì đâu anh chị, nó bền nha. Mấy cái mã số đồ người ta dập trên đây quá trời luôn mà dập nhỏ xíu à, khó đọc anh chị nha. Gọng là titan này, vua titan, rồi cái hiệu này, rồi không thấy mắt in nước nào đó, nó như vậy nha anh chị, có chút xíu 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 vậy đó. Anh chị nào thích cái này chắc các chị mình xài, chị nào thích mà xài cho nó gọn cho nó nhẹ thì mình lấy cái này. Size của nó sẽ được là 129 130. Em bán cái này cho mình với giá là 170 thôi. Chốt giùm em mã số là B12. Giá là 170 cho cái gọng này, gọng nhỏ xíu. Gọng mảnh khảnh luôn. Chắc em có khoảng tầm 30 cái mã số cho cái video này đó anh chị. Em tranh thủ buổi sáng để em sau đó em đi đơn ha. Túi hôm qua anh chị chốt thì sáng nay em đi đơn chung với những cái sản phẩm này luôn. Em có cây này là bọc vàng 14K, hàng hiệu là Kikuchi, hiệu Kikuchi nha, có bọc vàng 14K, người ta dập ngay đây nè anh chị. Giờ cái kính này do nó có độ rồi mình để vậy không thấy. Này. 1 phần 10 14KGF ha. Rồi cái này nó rất là đẹp, mới, gọng thì có độ rồi và cái gọng nó sẽ là như vậy. Bên hông nó như vậy nha anh chị ơi. Đẹp lắm, hàng hiệu luôn nữa, hàng có vàng luôn nữa,
Đó, thì mình xài cây này thì nó bền ha. Size là được 130, 132. Rất là đẹp nha anh chị. Độ mới cực kỳ cao luôn ha. Vàng 14K. Cây này giá của nó sẽ là 650 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã số là B13, 650 nha. B13 giá 650 cho cây này. Có vàng 14K. Cái này là bên ngoài nó vàng hơn nha anh chị ơi. Đó, bên ngoài người ta vàng hơn nha. Tại vì em không có zoom á, em đang đưa cho nó bự lên em zoom cận không được á, cho nên là bên ngoài nó vàng ha, chứ nó không có bị tái đâu, anh chị yên tâm. Rồi tiếp tục đi, em có một cây này, cái này gì còn cái hộp nè. Cây này là hàng hiệu của Gẹt. Gẹt này là cũng là thương hiệu của Mỹ luôn. Gẹt là của Mỹ nha anh chị, mình hay gặp túi xách đó. Cây này là một cây mắt kính, cái gọng này đẹp quá. Gọng này rất là màu đen nha. Mặc dù mình đang hiện tại nó đang có độ nhưng mà khi mà mình về mình cắt á thì nó đẹp lắm nè. Anh chị đợi giùm em tí xíu em lau bụi nha. Đây. Gọng này xinh. Nữ mình xài đẹp, nam mình thích mình xài được luôn. Nó dạng mắt mèo nhưng mà không phải mắt mèo đơn giản đâu, mắt mèo như vậy nè. Không, cái này em thấy nữ xài thôi, nam thì không ai xài mà hoa lá cành như vậy đâu ha. Bên hông này người ta làm kiểu như là nó lấp lánh đó. Đó, cái chữ G là chữ gẹt đó, GUESS đó. Đẹp quá, cái này về mình cắt mát là đẹp lắm đó anh chị. Cắt mát là rất là xinh nha. Hàng hiệu của gẹt. Không thấy ghi mát in nước nào anh chị, có chữ gẹt thôi và có cái mã số. Đó. Hiệu này cái kính đá mắt không có thua gì cái thương hiệu Michael Kors đó anh chị. Này. Về cắt mát giùm em ha. Size của cái gọng này là được 130. Cái này đẹp quá à. Cái gọng rất đẹp nha. 130 rất là có duyên. Tặng kèm cho anh chị cái hộp như vậy ha. Mã số của nó sẽ là mấy đây? B14. Em bán cái này cho mình với giá là 420 ngàn. Mã B14 nha anh chị. B14 giá 420 ngàn cho cái gọng này. B14. Tặng kèm cái hộp, nhưng mà cái hộp không phải của nó đâu nha anh chị. Hộp này là do shop em tặng kèm cho mình bảo quản sử dụng thôi, chứ không phải là hộp zin ha. Cái nào hộp zin thì em có báo. Rồi tiếp tục đi, em có cái cây này cái gì đây nè. Cái này có cái hộp CK này là Calvin Klein CK nha anh chị. Nó đây cái hộp nè, hộp zin của nó, nhưng mà cái hộp nó hơi hơi dính bẩn nha. Rồi hộp bên ngoài là bọc vải dính bẩn chút. Rồi đây, cái kính này là một cây kính mát của nữ ha. Cây này bên hông nó như vậy, có chữ CK. Đấy, cái Calvin Klein này thì mình cũng có gặp ở trong túi xách rồi. Mã số. Rồi chỗ này thì người ta sẽ dập cái chữ bên ngoài đây. Nhưng mà nó không có ghi made in nước nào anh chị, không có dập ở trên cái sản phẩm. Kính này độ mới còn rất là cao, size ngang là được 132, 133. Kính mát, à không, kính này có độ rồi anh chị ơi. Trời ơi, cái này người ta cắt cái chồng có độ rồi nha. Lưu ý cái này là có độ nha, em bán cái gọng thôi nha. Cái này chỉ bán gọng thôi, tại vì nó có độ nặng rồi. Rồi, em bán cái này cho mình với giá là 350 nha. Cái này là có độ nha anh chị. Bán cái gọng của CK nha. Mã B15. B15 giá là 350 cho cái gọng này. Mã B15. Hộp là hộp zin luôn đó. Nhưng mà nó có độ rồi, đeo vô một cái chóng mặt luôn. Mã số là B15, giá 350 cho cái gọng này. Rồi tiếp tục đi, em có cây này dành cho các chị các cô nè. Gọng này là gọng titan nha, độ mới nó cao, không có hiệu nha, made in China, nhưng mà nó là gọng titan rất là xinh. Đây, gọng là ạt ha. Mấy gọng ạt này là mình sạch trên eBay toàn là 7 8 triệu không đó anh chị. Giá hàng si á. Mắc lắm nha, tại vì những cái này mình kiếm cũng không có dễ. Người ta gọi làm nghệ thuật á. Đây, gọng nghệ thuật lắm. Gọng này gọng titan. Mã số là một, size của nó là 135 ha. Em bán cái này cho mình với giá là 180 thôi. Chốt giùm em mã số là B16. Mã B16 giùm em giá là 180 ngàn. Mã B16 giá là 180. Tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này. Cái này cũng là cây kính mát này, giống giống cây nải nè. Đó, cây bên ngoài nó như là hoa, dạng như là hoa bách hợp đồ này kia gì, không hoa gì, hoa
gì đó không biết nữa, nhưng mà nó sẽ là cái dạng hoa chùm chùm bự bự vậy nè, hoa cúc đồ đó anh chị. Nhưng mà cái tông màu của nó đẹp quá ha. Đây là kính mát nha, bên trong là hàng hiệu của là Orino Sunlight đó. Kính này là kính mát nha anh chị, mát và nó nhìn nó thanh lịch, nhẹ nhàng, tình cảm, dễ thương luôn đó, dễ thương quá. Cái này rất là xinh. Cái đó chị nào mà kiểu vin vin á, thì mình đeo cái kính nó rất là đẹp nha. Cây hồi nãy á, thì cái tông màu của nó sẽ là đặc sắc hơn. Cây này thì tông màu nó nhẹ nhàng, nó vin vin, nó mộng mơ hơn cây kia nha anh chị. Rồi, để em coi cái cây lúc nãy thì là cây này nè. Cây lúc nãy là tông màu nó tím như vậy nè. Còn cây này thì nó mộng mơ như vậy ha. Rồi, size của nó sẽ được đó là 132, 132 nha. Chốt giùm em mã số là B17. Em bán 190 ngàn. B17 giá là 190 cho cây kính này, kính mát nha anh chị, rất là xinh. Và dĩ nhiên là tặng kèm cái hộp cho anh chị rồi. Các chị mình yên tâm ha, có tặng kèm hộp và cái khăn để mà mình lau kính đó. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái này. Cái gọng đi, kiếm cái gọng cho các chị các cô mình về mình cắt kiếm đi. Cây này là hàng hiệu của cái hiệu nè. Cái hiệu này mỗi lần em đọc là em không có đọc được nè, Si Ho gì đó, Si Ho Te gì đó. Rồi cái gọng này rất là xinh. Nó đây, thì thấy cái nào cũng đẹp hết, nào cũng lên báo là xinh là đẹp hết, nhưng mà nó đẹp thiệt nha anh chị nha. Đó. Như vậy ha. Bên hông nó sẽ tông màu xanh sọc sọc như vậy nè. Gọng này mình cắt mát ok luôn anh chị, mình cắt lão là đẹp luôn, cắt cận cũng được, nhưng mà cắt cận thì khi mình đeo những cái gọng mà nó bằng kim loại như nặng như vậy đó thì kiểu như nó hơi nặng nề. Các chú các cô mình lão á, thì khi cần thì mình đeo vô thì ok, còn cận là mình đeo suốt mà. Rồi hoặc là mình đeo mình cắt mát mình đeo rất là xinh nha. Hàng hiệu của hiệu này không biết của nước nào nữa, nhưng mà Rem Austria, tức là tại Áo ha. Size ngang á là được 135. Rồi cái này mình chốt giùm em mã số là B18, em bán 220 ngàn gọng nha anh chị. B18 giá là 220 cho cái gọng này, hàng rem ở nước Áo ha. Tiếp tục em có cái cây này, cái gì trong cái hộp đẹp đẹp nè, trong cái túi nó có tài kèm cái túi nha. Không, cái này em sẽ tặng luôn cái hộp cho anh chị nha. Cái túi này thì nó không có chống sốc được cho mình. Đây là một cây kính mát anh chị, rất mới ha. Kính này thì gọng của nó là gọng bọc da, không có hiệu, nhưng mà cực kỳ mới, đẹp luôn, mang rất là mướt nha. Cái này là cây kính mát, size ngang á là được 140. Cái này thì em sẽ cũng tặng kèm hộp như bình thường ha. Giá bán là 200. Mã số là B19. Cái này thì nó không có vấn đề gì hết, tại vì nó rất mới và cũng không có gì để phải lăn tăn, phải chê, phải giới thiệu nhiều nha. Nó mới lắm, kiểu là mình có vừa cái size đó không, hay là mình có thích cái màu đó không thôi. Chứ là kính mát mà, không có gì phải nhiều. Mã số là B19, giá là 200 ngàn cho cái gọng này, mã B19. Em có một cái cây kính này là của thương hiệu Armani nha. Này của nam, mà chị nào mà mình thích lạ lạ thì mình ngộ ngộ thì mình đeo cái này cũng ok. Nó là dạng kính mát nha anh chị ơi, nó là sẽ là cây kính mát ha anh chị. Đợi em chút em lau bụi cái đã, nó bụi nhiều đây. Armani nha, Armani này anh chị có gặp nhiều món, ví dụ như là cái nước hoa hay là cái dây thắt lưng ha. Còn này là mình gặp cây mắt kính nha. Rồi nó vẫn còn dính bụi sơ sơ ngay đây, để em lau chùi kỹ hơn. Đây, nhưng mà cây này cái size nó nhỏ anh chị. Mình mua cho con trai mình cũng được, con gái mình thích mình đeo cũng được. Đeo nó cũng độc độc lạ lạ lắm chị. Đây, cái gọng Armani của nó như vậy. Ở bên trong á thì ghi mã số nè, ghi Armani Made in Italy ngay đây. Đây. Armani Made in Italy nha, tại mình ta ghi hơi hơi mờ. Rồi, kính này là kính mát nha anh chị ơi. Size ngang của cái Armani này là được 135. Rồi em bán cái này cho mình với giá là 550. Mã số là B20. Giá là 550 cho cây này. Mã B20 giùm em, giá là 550 ngàn. Mã B20. Tiếp tục. Này cái gì mà trong hộp đây, cây kính này
Cái này. Ôi, cái này cái gì sẽ xinh xinh nữa nè. Tông màu của nó là tông màu xanh. À, có hình con chuột túi ha, kangaroo, ha, hình con chuột túi của Australia. Mà nhưng mà bên không, bên trong thì không ghi gì hết trơn. Cái này ta chưa xài đâu, còn cái tem này để người ta khi là người ta gắn với mặt ta bán nha. Tông màu của nó là tông màu xanh, rất là mới. Nhưng mà cái chồng này thì nó bị mẻ rồi. Hai cái chồng này nó bị mẻ nè chị. Em đeo thử coi nó có độ không. Cái chồng này đeo đâu mát dữ dội luôn nha, nhưng mà cái chồng này nó bị mẻ. Mình đeo kiểu thời trang chơi chơi rồi sau đó mình lấy cái gọng này mình đi cắt ha. Size là được 140. Đó mới lắm. Rồi, em bán như cái gọng nha, tại cái chồng vẫn xài được nhưng mà nó hơi mẻ về thẩm mỹ nha. 200 ngàn, mã số là B21, giá là 200. Mã là B21 nha anh chị ơi. B21 giá 200 ngàn cho cái gọng này. Bán cái gọng. Tiếp tục. Em có cái cây này là của Michiko London nha, có cái túi như vậy. Hàng hiệu của Michiko. Michiko London tức là cái thương hiệu này nó sẽ liên doanh anh chị. Michiko là của Nhật nè, London đó ha. Rồi, nên họ liên doanh nha. Có mã số, không có ghi made in và không có ghi hiệu gì khác ngoài hai cái chữ hai bên hông này. Cái gọng này rất là xinh nha, nó sẽ là kính mát nha anh chị. Đó. Đẹp nha, kính mát. Size ngang của cây này là được 130. Em bán mẫu này cho mình mã số là B22, giá của nó là 320 ngàn. Mã là B22. 320. Kính mát nha anh chị, hàng hiệu nha. Đấy, rất là mới. Mấy cây này là hàng tuyển chọn cho nên độ mới nó siêu cao. Và nó là hàng hiệu ha. À, em còn một cây này cái gì đây nè. Cái này là của thương hiệu COS nha, COS Mỹ nè anh chị. Cái hộp nó cũng xấu luôn. Nhưng mà cái sản phẩm bên trong thì ok ha. Còn cái này là của COS luôn nè, cái khăn của COS luôn. Sản phẩm bên trong là một cây kính mát rất là mới. Cây này khác cây nãy nha. Đây, cây này cái gọng nó như vậy. Đẹp lắm. Gọng này gọng nhựa nha anh chị. Nó làm hologram của chữ COS nè. Code nè, cái dòng của nó là Osena Brown, màu nâu đó, nâu brown đó. Rồi bên hông nó là hai bên nó là hai cái chữ code như vậy. Cái trồng của nó tông màu này và rất là mướt nha, không có trầy trụa. À, cái này nó cũng có độ nữa rồi anh chị, cái này cắt rồi có độ rồi, rồi bán cái gọng thôi ha. Cái này chỉ bán gọng thôi, có độ rồi nha anh chị, độ nặng rồi. Rồi, mẫu gọng cót này em bán cho mình với giá là 650 ngàn. Gọng nha anh chị ơi. B23, 650. Cái này mình về mình cắt mát cũng đẹp. Hoặc là mình cắt như người ta nè. Ví dụ mình mắt mình có độ, mình cắt để mà mình đeo đi du lịch rồi đó cũng ok ha. Rất mới còn hợp luôn. Mã số B23, giá 650 cho cây này. Nếu mà nó không có độ, nó là trồng mát thì nó giá tầm 1 triệu 2. Nhưng nó có độ rồi bán cái gọng thôi. Rồi tiếp tục đi. Em có một cái cây này. Cây này là hàng hiệu của Giớp. Tròn do nè nhưng mà là hàng hiệu nha. Cái này hiệu của thương hiệu là Giớp. Giớp với Zin thì là hai thương hiệu rất là VIP ha. Và nó trẻ trung năng động thôi. Made in China. Mẫu này thì cũng có độ rồi. Mình về mình cắt cận á. Hoặc là mình cắt mát cái này cũng được. Gọng rất mới nha anh chị ơi. Tặng kèm hộp luôn. Size của cây này là được 142. Chốt giùm em mã số là B24. Giá là 180 thôi. B24 giá là 180 cho cây này. Mã B24 giùm em 180 ngàn. Rồi tiếp tục. Có cái gọng này dành cho các chú nè. Gọng này là hàng của là cái hiệu nó đây, hiệu là Fiji gì nè, gọng là gọng titan. Gọng này các chú mình cắt mát ok hoặc là mình cắt lão nha. Đây nó hàng có hiệu nha, gọng là gọng titan, độ mới thì rất là cao. Đây mẫu này thì cái size nó cũng to nữa, mặc chú nào hơi to to mình lấy cái này size 150. Rồi giá là 190 ngàn, mã số là B25. Mã B25 giá 190. Đều tặng kèm hộp hết nha anh chị ơi. Tặng kèm hộp hết cho mình ha. Mấy sản phẩm hôm nay thì đều có tặng hộp. Rồi tiếp tục đi.
cây này cây gì mà nó có cái hộp của nó luôn nè. Cây đó thì là chắc là kính mát, lựa một hai cây nữa. Đây, cây này thì có hộp nha, của Ely. Ely cũng nổi tiếng nha, hộp của Ely. Cái kính này là của nó luôn, đây là cái hộp zin của nó luôn nha. Để em gửi cái hộp này. Rồi, kính mát. Rồi, để đeo cờ thử cái này để thôi. Đúng rồi, kính mát của Ely nha anh chị, xinh lắm. Đây, chồng mát nha, độ mới cao luôn, hàng của Ely. Ely đó, cái chồng màu của nó là màu kem. Hai bên hông nè, đơn giản thanh lịch nhưng mà rất là sang nha. Rồi, bên trong thì người ta ghi chữ là Ely Flanty ha, và không có ghi mắt in nước nào. Đeo thì rất là mướt nha, mẫu này thì của nữ, kiểu như nó trẻ trung, năng động, để modern để mình đi du lịch ha. Size là được 135, cái này em bán cho mình với giá là 850. Chốt giùm em mã số là B26, giá là 850. Mã B26 nha anh chị ơi, 850 ngàn cho cây Ely này, còn full box luôn, full cái hộp của nó. Cái khăn này là khăn của nó luôn, tức là cái sản phẩm này là còn line new ha, rất mới nha, 850 thôi. Rồi, tiếp tục. Có một cây này gọng xinh lắm nè, gọng này đó là B26 nha anh chị. Cái gọng này đẹp nè, mình mua cho con mình cũng được nè anh chị. Gọng này nó hơi nhỏ bề ngang, mua cho con ok, hàng có hiệu. Và cái gọng nó đẹp như vậy nè. Cái hiệu của nó thì nó hơi khó đọc anh chị, hiệu ghi gì đây sao đọc. Đó. Rồi, nhưng mà cái gọng đẹp lắm. Anh chị nhìn phía trước là mình đã thấy đẹp rồi nha. Đây nè, cái gọng bên hông nó như vậy. Nhà mình là có con trai con gái gì xài này cũng được, trẻ trẻ ha. Đó, hoặc các chị nào mà cái mặt mình nó hơi nhỏ thì mình xài vừa. Size của cái này là được 125 thôi nha anh chị. Nhưng em thấy này thiết kế cho trẻ hoặc là tuổi teen này. Đó, gọng nha, gọng cận là đẹp luôn. Rồi, mẫu này em bán cho mình mã số là B27, giá là 190 ngàn. Mã B27 giùm em ha, giá 190. Rồi, em có một cái gọng lão dành cho các cô nè. Gọng này là hàng cũng có hiệu luôn. Hiệu gì đó? Made in China. Nè, cái hiệu của nó là La Jean gì đó. Đọc không được, viết quá trời hoa hòe là hết đọc được luôn. Made in China. Nhưng mà cái gọng này nó đẹp nha. Đây, bên hông nó như vậy. Đó. Cái gọng màu, tông màu của nó là tông màu nâu đỏ, nâu cam gạch đó. Rồi, độ mới thì cao ha. Cái này cắt lão là đẹp. Size của nó sẽ được đó là 135. Mẫu này em bán cho mình với giá là 180. Mã số là B28. B28 giá là 180 ngàn cho cây này. Mã B28 nha anh chị. B28 giá 180. Em có một cây này. Cây này là Valentino. Mẫu này là Valentino gọng Titan. Nhưng mà điều cái này nó hơi có đồ cũ rồi. Để em bán combo đi. Rồi tiếp tục nè. Gọng này của Angaro nè anh chị. Gọng này của Pháp nè. Angaro của Pháp nha. Cái trồng thì nó có độ rồi ha. Nhưng mà cái gọng thì là còn đẹp lắm. Gọng còn mới, hàng hiệu của Angaro nè. Emmanuel Angaro Paris. Bên đây thì mã số ha. Đồ mới cao, bán cái gọng nha anh chị. Gọng này là gọng bọc nhựa, bên trong là kim loại, bên ngoài là bọc nhựa. Màu của nó là màu đỏ cam. Size là được 135. Gọng này em bán cho mình với giá là 250. Mã số là B29. Mã B29 giá là 250 ngàn. Em có cây này xinh. Cây này là hàng của Zin, Made in China nha, nhưng mà rất là mới đẹp ha. Cây này thì hiện tại nó cũng có độ rồi, mình về mình cắt cận là đẹp nhất. Đó, cái này mình có con trai con gái hay là chị nào mà mình trẻ trẻ thì mình đeo cái này. Gọng nó là kiểu như nó cũng mảnh như vậy nha anh chị. Độ mới rất là cao, hàng hiệu của Zin nha. Size ngang của cây này là được 140. Mẫu này em bán cho mình với giá là 150 ngàn. Mã số là B30. B30 giá là 150 nha anh chị ơi. Rồi, em có tranh thủ được 30 cái mã kính cho buổi sáng nay anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình thích những cái sản phẩm này. Và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.